Mắt có bọng mắt, có quầng thâm ở mắt, hãy làm ngay cách vừa đơn giản vừa hiệu quả nhé. Hãy để tay vào đây, từ góc mắt này là huyệt tùy minh, chúng ta day nhẹ nhàng đến huyệt thừa khớp. Vẫn tiếp tục day, giữ đều trên mặt da và day đến huyệt đồng tử liêu. Chúng ta cứ làm đi làm lại nhiều lần như thế này. Làm từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, làm một thời gian thì huyết quầng thâm ở mắt của mình được giảm đi, bọng mắt của mình cũng dần dần biến mất. Hãy làm ngay cách vừa đơn giản vừa hiệu quả này nhé, và hãy theo dõi kênh Bác sĩ Tiến sĩ Trần Hoàng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe của bạn.